nãy giờ tôi nhìn ông nãy giờ nửa tiếng trời mà ông không thấy tôi ra luôn á. Ông coi cái gì vậy? Facebook nữa, đá banh nữa, tối ngày chứ Facebook với đá banh hoài. Rồi xong rồi hả, dạo này ông có coi tin tức với là ông có nghe sáng hả? Bên phường mình đồ tuyên truyền đổ dễ gì không? Ông nói tôi nghe thử xem. Có chứ bà. Việt Nam thắng Thái Lan 3-0. Vậy mà ông cũng nói với tôi được tuyên truyền đó hả? Ông nghĩ sao mà Việt Nam thắng Thái Lan mà tuyên truyền? Ý là giờ mình nè, nhẹ như là xã hội mình, đất nước mình đang tuyên truyền, đang có một cái gì mà đặc biệt nè. Chứ ai nói về cái đá banh của ông tốt này chứ. Đá banh Facebook, hình như con trai về thấy gì cơ? Dạ, thưa ba mẹ con mới đi học về. Con khác, ngồi xuống chờ sữa. Mẹ hỏi ngày nào ba làm cái gì mà mẹ con đi ngoài cổng vô là con nghe mẹ càm ràm bao rồi vậy ba? Nghĩ được có ngày mẹ mày cái lần ngàn qua mệt dễ con sao. Nghĩ sao á, ổng cầm cái điện thoại ổng coi đá banh rồi ổng coi Facebook rồi ổng coi Zalo ổng chat chứ, mà trong khi đó mẹ nói là dạo này tin tức đang nổi nóng gì mà ổng không biết, rồi tuyên truyền lo nhưng mà đường ổng cũng không biết luôn, ổng còn ổng lúa không, con nói cho ba nghe thử rồi kìa. À dạo này mày trên phường trên xã đang tuyên truyền về vụ bầu cử chứ gì, con nghe mấy chú trên xã trên phường đọc loa gì tuyên truyền bầu cử quốc hội khóa 15 và nhiệm kỳ hội đồng nhân dân các cấp, như nhiệm kỳ này là từ năm nay á cho đến 2026 á, đúng không mẹ? Đúng rồi, ông thấy không, thấy con mình không, cái gì nó còn biết nữa, còn ông tôi nói ông như là lớn rồi mà ông như trên trời ông rơi xuống vậy. Rồi con vì bầu cử này là sao vậy con? À bầu cử này là thể hiện quyền công dân, quyền và nghĩa vụ của mỗi người công dân ở Việt Nam đó bà mẹ. À là chọn ra bầu cử thì mình chọn ra người có tài có đức rồi có để đưa vào bộ máy của xã hội mình để làm cho đất nước mình phát triển hơn. Rồi cái Kha, dạ. Con đi bầu chưa? Năm nay con được đi bầu chưa? À theo như con được biết đó là con nhớ là như hồi đó con học môn giáo dục công dân đó là theo điều 27 của hiến pháp và điều 2 của luật bầu cử quy định đó, thì công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phải đủ 18 tuổi mới được đi bầu. Đó, 18 tuổi là coi như là con năm nay mới 17 rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Chứ là giờ mẹ nói thêm để cho mấy năm tới nó có nhiệm kỳ là con phải biết là trách nhiệm của công nhân mình là phải đi, là tức là luật bầu cử á, là mỗi cử tri được bỏ một phiếu bầu đại hội quốc hội và một phiếu hội đồng nhân dân, mà cử tri của mình á, là cử tri là một mình á, là phải tự đi bầu, không có được đi bầu ai đi bầu thay hoặc là gì hết. À dạ. À, dạ. Tôi hỏi bây giờ tôi định nhờ mẹ con bà đi bầu giùm tôi luôn. Đã người ta nói vậy là tức là mỗi cử tri có quyền là bỏ một phiếu bầu đại biểu quốc hội và một phiếu bầu hội đồng nhân dân, mà cử tri á là phải tự mình đi bầu không được nhờ ai khác, mà tôi nói vậy mà ông còn nói là đi bầu giùm nữa. Thôi ba tự đi bầu đi, giờ ba coi mấy cái tờ đó ba thấy ai ba thấy ok thì ba cứ bỏ phiếu cho người đó. Giống như là cái những cái đó là tuyên truyền phải có người có tài có đức đó, phải đưa vào mới đưa vào bộ máy của mình là mới lãnh đạo đất nước mình mới phát triển. Hồi nãy giờ thử mẹ con mà thôi thì sao chứ? Thử chứ giờ mẹ sao? Có biết gì không? Chứ giờ ông nghĩ ông nãy giờ ông giỡn hả? Ông thử hả? Ừ. Tin không Kha? Dạ mà con nghĩ ba nói thiệt với mẹ ơi, chứ không lẽ ba lớn tuổi gì tới giờ này mà ba không biết gì mấy cái bầu cử đúng không? Ờ chắc vậy. Thôi vậy mẹ con mày thay đồ đi, ba dắt mẹ con mình đi ăn. Trời hôm nay ba dắt đi ăn rồi Kha. Ăn pizza đi, chỗ pizza đây nhẩm giá đó. Trời đi ăn ơi. Đi. Rồi, thôi đi ăn, để xong rồi mốt mình tới giờ đi mốt mình đi bầu. Trời ơi, đi sửa soạn mẹ ơi, đi ba đi.